Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tạo điều kiện tốt nhất để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Chiều 17 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải trình bày báo cáo về những nội dung quan trọng nêu trên. Bên cạnh việc nêu bật những thành quả, bài học kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được cùng những nhóm giải pháp để phát triển thành phố trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Hồ Hải, cả hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị 35. Qua đó, đội ngũ cán bộ thành phố hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về các nội dung cơ bản và điểm mới của chỉ thị 35, các văn bản của Trung ương, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ, thành phố đã tập trung nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị số 12 về thực hiện nhiệm vụ giải pháp tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là lần đầu tiên ông làm việc với Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đảng bộ rất quan trọng, đảng bộ lớn và cũng là nơi triển khai cụ thể những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Có những đặc điểm mà nhiều địa phương khác, đảng bộ khác không có được. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh xưa nay đã gắn bó máu thịt với lịch sử và vận mệnh của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm đặc biệt. Người nói, miền Nam luôn trong trái tim tôi. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn trân trọng, tin cậy và dày công vun đắp cho thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, trong gần 40 năm qua, kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương đóng góp lớn cho cả nước trên cả phương diện GDP, thu ngân sách, năng suất lao động, cơ chế, chính sách mới, mô hình kinh doanh mới. Nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới, cách làm mới thường được triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh rồi mới nhân rộng cả nước. Điểm lại những thành tựu nổi bật mà thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả đó cho thấy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chứng tỏ vị thế đầu tàu kinh tế đối với Việt Nam. Và thực tiễn này thêm một lần nữa cho thấy, trong khó khăn, thành phố Hồ Chí Minh càng thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những thành công chung của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ những mặt tồn tại hạn chế của thành phố mà trong nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục triệt để. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của thành phố. Nhiều dự án hạ tầng, dự án đầu tư lớn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng còn yếu, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng. Kết quả công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, yếu kém. Về nhiệm vụ của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cùng cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của thành phố Hồ Chí Minh với cả nước, cả vùng Nam Bộ, với vinh dự thành phố mang tên Bác, để từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa, quyết tâm chính trị mạnh hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua những thách thức để giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, xây dựng phát triển thành phố nhanh và bền vững,
với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại với vai trò là đô thị đặc biệt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn cho khu vực và cả nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành phố Hồ Chí Minh cần được định hình tương lai là thành phố toàn cầu, phát triển thông minh, hiện đại, năng động, hội nhập, tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững, xã hội gắn kết, rộng mở, văn minh, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới. Cùng với đó, thành phố cần phải khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Mặt khác, bổ sung cơ chế, chính sách, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khuyến khích, tăng chi tiêu cho nghiên cứu, phát triển, thúc đẩy các phát minh sáng chế, bảo hộ tốt quyền tài sản, tạo dựng một môi trường sáng tạo và khởi nghiệp hấp dẫn, không chỉ có các sáng kiến Việt Nam mà còn cho khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị biến quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ thành phố về việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo như tinh thần nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra thành những việc làm thành quả trong thực tiễn, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực sự là thành phố văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Toàn cảnh ngày làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 năm 2024, sáng 17 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Bác Hồ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Bác Hồ. Tham gia đoàn công tác Trung ương gồm có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo Bộ Công an. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh gồm có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở, ngành. Sau lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 17 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung buổi làm việc là nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội 11 của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Việc quán triệt và triển khai chỉ thị số 35 CTTW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.